Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Đêm ngày 7 tháng 5, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh đã đi đôn đốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Động viên cán bộ, y bác sĩ ngành y tế đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, Vĩnh Phúc hiện đứng trước những khó khăn thách thức khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn cán bộ, y bác sĩ nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Nhân dân Vĩnh Phúc kỳ vọng tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ. Vĩnh Phúc đồng lòng quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Tại huyện Yên Lạc, qua kiểm tra hoạt động các khu vực cách ly tại khu 4 Đoài, thị trấn Yên Lạc và thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan chỉ đạo huyện Yên Lạc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào các khu vực cách ly, ra soát truy vết những người liên quan đến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác khai báo y tế, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 1098 về việc kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định, kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tỉnh Vĩnh Phúc, viết tắt là Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Về nhân lực của Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo văn bản số 921/UBND-TH1 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên có quyết định số 1129 về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Địa điểm: Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Vĩnh Phúc, địa chỉ: Xác định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô: toàn bộ bệnh viện, thời gian từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2021 đến khi có thông báo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện thiết lập vùng cách ly đối với toàn bộ Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Vĩnh Phúc theo đúng quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Giao Trung tâm Y tế thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo về công tác y tế theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế về cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các quy định khác có liên quan. Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Định Trung và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự cũng như các nhiệm vụ khác trong công tác cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19, truyền đạt những nội dung cơ bản của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Nghị định số 101 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, các hành vi vi phạm pháp luật như che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, là cơ sở pháp lý trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị giải quyết các tình huống cấp bách, phức tạp trong thực tiễn, góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kích hoạt ngay các biện pháp công tác phòng chống dịch trong nội bộ và trên địa bàn toàn tỉnh ở cấp độ cao nhất trong toàn lực lượng. Xác định rõ nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, toàn lực lượng Công an tỉnh đang tập trung tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương, thần tốc truy vết, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được công bố,
chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập hàng rào phong tỏa, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các thông báo khẩn của Bộ Y tế, thông tin về trường hợp dương tính trên địa bàn tỉnh để ra soát, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ có liên quan và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thì lực lượng Công an tỉnh Phúc chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều các biện pháp để thực hiện trong lĩnh vực phòng chống COVID này với một cái phương châm là quyết liệt nhất, thần tốc nhất để làm sao ngăn chặn được cái nguy cơ bùng phát bệnh dịch trên tỉnh Phúc. Thì với quyết tâm như vậy, chúng tôi cũng sử dụng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt công tác rà soát, xác minh ngay các đối tượng F1, F2 và rộng ra nữa là F3 trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đã triển khai thực hiện 50 chốt phong tỏa cách ly, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, huyện Yên Lạc, Bình Xuyên, Lập Thạch có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Ngoài ra, Công an tỉnh huy động 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng quân sự, y tế, thanh tra giao thông, thành lập 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát, nắm tình hình trên địa bàn phường thì có hiện tại có 3 điểm chốt là các trường hợp F0 đã được cơ quan y tế công bố. Đối với các điểm chốt trên địa bàn phường thì chúng tôi sẽ lên sơ đồ xây dựng kế hoạch để đứng các điểm chốt đó về đảm bảo an ninh, không cho các trường hợp ra vào tại các điểm chốt. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường lực lượng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý tạm vắng, tạm trú và cư trú trên địa bàn, nhất là liên quan đến người nước ngoài. Thực hiện quyết định số 1081 về cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên, Công an thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng và thành lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào của thành phố, phối hợp với các lực lượng khác, phân luồng giao thông và kiểm soát dịch bệnh. Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, nên để đảm bảo tốt công tác phòng dịch và tạo điều kiện cho công nhân lao động và làm việc. Tại các chốt, lực lượng công an đã phối hợp cùng với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Người dân và phương tiện ra vào địa bàn thành phố Vĩnh Yên thì đề nghị là phải có 2 loại giấy tờ. Thứ nhất, giấy xác định của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc và đang được phép làm việc trong thời điểm này. Và 2 giấy xác nhận của chính quyền địa phương về nơi cư trú, sinh sống của người đó làm cơ sở cho lực lượng chức năng công an thành phố Vĩnh Yên để kiểm soát ra vào và đi qua địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Công an thành phố Vĩnh Yên cũng đề nghị người dân hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, nhất là đối với công nhân lao động trong khu công nghiệp Khai Quang, cán bộ viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước đóng trên địa bàn thành phố để đảm bảo việc đi lại, đáp ứng yêu cầu công việc. Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Cách đeo khẩu trang. Bước 1. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang. Bước 2. Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. Bước 3. Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài. Bước 4. Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng, đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang. Lưu ý, không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào, phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. 2. Thải bỏ khẩu trang. Bước 1. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm phần dây đeo sau tay, không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang. Bước 2. Bỏ khẩu trang vào túi kín nếu có, hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng một lần. Bước 3. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Lưu ý, thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn, tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng một lần. 3. Tái sử dụng khẩu trang 870, khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn.
giặt bằng tay, giặt riêng, phơi tự nhiên, sấy hoặc là khô. Số lần tái sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất được in trên bao bì hoặc nhãn mác của sản phẩm. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. 250 xuất quà đã được Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Nhà Hảo Tâm trao tặng cho người dân thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, nơi đang bị phong tỏa cách ly do có ca bệnh dương tính với COVID-19. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, gồm mì tôm, mì chính, dầu ăn, nước sát khuẩn và khẩu trang y tế, đã được Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Nhà Hảo Tâm Lê Thị Thu ở xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, trao cho nhân dân thôn Báo Văn 1. Tổng trị giá các phần quà là 125 triệu đồng. Những phần quà trên đã kịp thời động viên người dân thôn Báo Văn 1 khắc phục khó khăn, đảm bảo sinh hoạt, yên tâm thực hiện cách ly, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngày 4 tháng 5 năm 2021, Phòng Tài chính và Kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên đã ra quyết định số 15 QĐ-TCKH thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Sunny, địa chỉ kinh doanh lô BT21A12, đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, do ông Vũ Tiến Thành ở phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đứng ra làm chủ hộ, nơi được xem là một trong hai ổ dịch chủ yếu trong đợt dịch COVID-19 này ở Vĩnh Phúc. Khi được Công an thành phố Phúc Yên chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông Thành không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 19H8008901 cấp ngày 24 tháng 6 năm 2020 là 5 người. Qua công tác kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người, Phòng Tài chính Kế hoạch đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của ông Thành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2021. Cùng ngày, Công an thành phố Phúc Yên đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sunny, địa chỉ khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, do vi phạm kinh doanh khi chưa được cấp phép.